Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Lâu quá rồi mình không có lên video mình chia sẻ được cho cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình cập nhật cái vườn của mình, bởi vì ngày mai là mình đã cắt sầu riêng Thái rồi các bạn. Hôm nay coi như là ngày cuối cùng mình quay video này, chứ không là mai là cắt hết rồi thì không còn trái để quay chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn. Thì cái thời gian mà ri sáu mà khoảng 90-95 ngày á, mình không có ra clip được tại cái thời gian đó nó bận quá các bạn. Ai làm sầu riêng rồi thì cũng sẽ trải qua cái giai đoạn mà thu hoạch nha. 90-95 ngày thì bắt đầu là lá vô cắt, cho tới 100-105 ngày là sầu riêng của mình đã cắt ri, thì bây giờ muốn hết rồi các bạn. Có những cây thì không còn trái nào, còn có những cây ấy thì nó chỉ còn một vài trái thôi. Bây giờ vô vét lại một chút nữa là hết rồi. Còn hôm nay thì thằng sầu riêng Thái của mình á, nó được 105 tới 110 ngày rồi. Thì ngày mai lái, tại vì hôm nọ lái có vô coi, sầu riêng của mình á, thì mình có cho anh lái anh rọc ra một trái thử, thì cái da của nó xanh rì nha các bạn. Mà rọc ra một trái thử á, nó đã lên cơm vàng bột ngọt rồi. Đó, năm nay cái thằng sầu riêng Thái này của mình á, nói chung là năm nay sầu riêng ri với sầu riêng Thái á, đa số của ai cũng bị nhót ký đi nha các bạn. Tại vì á, nó cắt sớm quá. Như mọi năm á, là phải làm sầu riêng Thái phải 120 ngày mới cắt được. Năm nay thì 110 ngày nó đã vô dao rồi các bạn. Bây giờ mình vô dao đầu sầu riêng tơ của mình nè. Ngày mai thì sầu riêng Thái của mình là 105-110 ngày là bắt đầu cắt dao đầu. Thì khoảng cái chừng 7 cho tới 10 ngày sau mình cắt dao hai nữa là hết nha. Thái thì nó mau lắm, cắt hai dao là hết rồi. Đó, này sầu riêng tơ của mình hôm nay nè. Đó, trái nè. Nó đã hết cỡ rồi, bây giờ cắt thôi. Cái này của mình thì chắc phải tầm 10 ngày nữa nè, tại vì nó còn non, nó chưa nở hết nè. Còn những trái này là bắt đầu là nó đã ngả màu rồi. Anh lái anh thích cái mẫu này của mình đúng không các bạn? Nó là da xanh gai nhím nha. Đây nè, cái đường chì nó xanh rì rồi nè, các bạn thấy không? Đó. Vậy chứ mà nó đã lên cơm rồi đó. Hôm bữa cũng thử một cái trái bé bé như vậy nè, rọc một cái trái bé bé vậy mà cơm lên vàng khè luôn rồi các bạn. Rồi vàng và bột ngọt rồi đó. Vậy là Thái năm nay là 110 ngày là mình cắt được rồi các bạn. Năm nay thì nói chung là thời tiết gió nắng nóng quá. Dạo gần đây thì mới được có khoảng chừng 3 cơn mưa thôi, nhưng mà trước đó nó đã lên cơm rồi các bạn. Thì để cho nó mau á, thì mình cho hôm kia mình mới cho mỗi một cây như vậy nè, là khoảng từ 2 tới 3 nấm. Cây nào mà cây như cây này thì mình cho 2 nấm kali trắng nha các bạn. 2 nấm kali trắng bỏ gốc á, bỏ dưới gốc rồi nè. Đó, còn mấy cây nào mà to á, như cây này thì mình cho khoảng 3 nấm này. 3 nấm rưỡi. Cho ít thôi các bạn, mình không cho nhiều kali trắng nha. Đây nè, như cái cây này thì mình cho. Đó, Thái của mình nè. Thái già nha. Tiếp trên này nè, nhỏ không các bạn này. Đó, như cái to này thì mình khoảng cho khoảng cái chừng 3 nấm rưỡi kali trắng dưới gốc ha. Thì kali trắng để nó tạo cơm với các bạn, nó tạo đường á, để nó lên cơm cho nó ngọt, cho nó vàng. Còn ri của mình thì hôm nay thì đây cắt mỗi cây nó chỉ còn leo queo vài trái thôi. Đây là nút cắt nè, cắt hết rồi các bạn. Đây nè, đó, cắt dài dài đây hết rồi nè. Mà cây của mình thu hoạch xong rồi mà nói chung là dàn lá nó vẫn còn uy tín lắm các bạn ơi. Này đây như là gái 18 vậy, còn ngon lành. Đây là cái kết quả của việc là mình kéo đọt cùng với bông nha các bạn. Đó, kết quả mình kéo đọt cùng với bông thì cây của mình nó khỏe như thế này nè. Mình chỉ cần nói chung miễn sao mình kéo đọt cùng với bông, mà miễn sao mình có cái phương pháp để mình làm già lá đó, thì cây của mình nó sẽ khỏe, và đặc biệt là mình đi thuốc nấm nó bài bản nó chuẩn đấy. Thì cái cây miễn sao rễ khỏe là cây nó khỏe, đất tốt đó, đất là không có bị thoái hóa thì đất tốt là cây khỏe, rễ khỏe là cây khỏe. Thì cái giai đoạn này mình quay cái Thái nè. Thì cái thằng sầu riêng ri ấy các bạn,
cái đợt mà 90-95 ngày mình không có cập nhật ấy, thì hôm nay mình nói luôn, mình cũng xin nhắc lại, mình cũng xin chia sẻ là 90-95 ngày ấy, khi mà lái vô cắt đó các bạn, cứ mỗi một khi mà lái cắt một dao thì ngày hôm sau mình sẽ đi xịt thuốc nấm. À, cứ vô cắt một dao thì xịt thuốc nấm, cắt ba dao thì xịt thuốc nấm 3 lần, cắt 4 dao thì xịt thuốc nấm 4 lần, cắt 5 dao thì xịt thuốc nấm 5 lần. Bởi vì khi mà các anh lái, anh đi dưới đất này nè, anh đi dưới đất xong bắt đầu anh leo lên cây, anh leo lên cây thì nó mang mầm bệnh ở dưới đất này, nó mang lên cây, và cắt là những cái vết thương ở cái những cái vết thương này nè các bạn. Khi mà cắt đi á, cái vết thương này nè, nó sẽ bị nấm nó xâm nhập vô và nó làm cho bị nấm đó các bạn. Cho nên là cứ mỗi một lần mà lái cắt á, thì mình sẽ phải xịt thuốc nấm. Nó khá là tốn kém nhưng mà mình buộc phải vậy thôi các bạn. Dù là mình có xịt rồi đó nhưng mà vẫn nấm bình thường các bạn, không bao giờ tránh khỏi, ít hay nhiều thôi, và kiểu gì cũng phải có nấm, ít hay nhiều thì, nhưng mà không ai mà làm sầu riêng mà không có bị nấm đâu các bạn. Cho nên là sầu riêng Thái này mình bây giờ lái vô anh kiểm tra mình cũng bất ngờ lắm, tại vì anh kiểm tra anh cũng bất ngờ luôn. Chưa vô dao, trái da còn rất là xanh nhưng mà đã lên cơm rồi, cho nên là anh chốt luôn là và tiến hành cắt. Cho nên á, mình mới thay vì là mình cắt nhiều dao như thằng sầu riêng ri thì mình cho kali trắng luôn, để làm sao mà ăn nó cắt càng nhanh càng tốt các bạn. Lên cơm nó vàng ấy, là mình muốn là cắt một cho tới hai dao là hết luôn cho nó xong, chứ mình mà cứ để dài ra mỗi một lần xịt thuốc nấm nó tốn tiền lắm các bạn. Mỗi một lần xịt thuốc nấm thì lại tốn tiền nữa, cho nên là mình càng cắt nhanh thì mình càng đỡ tốn tiền nấm nha các bạn. Nói chung là gần thu hoạch như thế này rồi mà dàn lái của mình thì nói chung là còn ngon lành lắm các bạn ơi. Nói chung là nó thái của mình đây nè. Mình hãy cảm nha, các bạn thông cảm nha. Đấy, thái nào. Thái tờ nha các bạn. Da nó xanh lắm các bạn, da của mình nó xanh lắm. Anh lái anh thích cái mẫu này em nè. Da xanh như vậy á, để mà làm được da xanh như vậy thì mình cứ xịt vi lượng các bạn. Vi lượng là mình đi từ đầu tới cuối luôn, không bao giờ bỏ một cữ nào hết, thì nó được cái da xanh nha các bạn. Đó, cây của mình ri nè. Thu hoạch coi như là xong rồi, gần xong rồi. Mà trái trong này cắt hết rồi. Dàn lá giờ còn ngon lành lắm. Đây còn một vài trái đây nè. Đó, còn một vài trái đây nè, nó còn sót lại đây nè. Thì cái thời gian này thì sầu riêng Thái chủ yếu là xịt nấm thôi các bạn ơi. Nấm thì mình xoay vòng nha. Mình đa dạng cái bài nấm của mình lên. Ví dụ như mình có mấy cái bộ như là thứ nhất là banjo phọt cộng với lại khuẩn. Đó, mình xịt banjo phọt cộng với khuẩn. Xong rồi cứ một cái cữ khoảng cái chừng 10 ngày sau thì mình sẽ lại đổi theo một cái bộ mới như là Hesa kẽm. Dạo này nó có ra một cái sản phẩm là 110g trên lít á, mình mua cái đó luôn. Mình xịt cho nó nặng đồ, cho nó hiệu quả các bạn. Thì thằng Hesa kẽm đó mình lại cộng với lại cái gốc là azoxytrobin với lại difeconazole á. Thì cái thuốc mà azoxytrobin với difeconazole nó có những cái sản phẩm như là Facebook nè, rồi Amitatop nè, rồi Arrow nè. Đó, nó có những sản phẩm đó, thì cái sản phẩm nào mình xịt mình thấy cũng ok hết, các bạn có thể phối. Cứ Hesa kẽm cộng với lại một là Facebook nè, hai là Amitatop nè, ba là Arrow nè. Đó, thì trong cái thành phần mà mình cộng thêm đó thì nó là azoxytrobin với lại difeconazole đó các bạn. Đó, sự đánh tơ của mình nè. Đó là mình xoay vòng. Rồi Arifold nữa, thì mình cũng có cử xịt Arifold nữa các bạn. Đó, mình cứ xoay vòng mấy cái sản phẩm đó.
để cho nó không bị kháng thuốc các bạn. Da xanh rồi, già rồi các bạn ơi. Sprinter của mình nè. Nói chung là anh lái vô anh nói vườn mình là coi như tê tái các bạn ơi. Mẫu tơ cũng như mẫu già như nhau luôn, tròn đều hết, mẫu tơ cũng như mẫu già. Mình giai đoạn cuối này thì mình tưới, thì tưới nước thì mình đã bắt đầu là do nó mưa rồi mình ngưng tưới nha các bạn. Nó mưa khoảng 2-3 cơn liền rồi mình ngưng tưới, là mình không tưới nữa để cho nó lên cơm nha. Chứ bây giờ mình tưới là nó lại cơm á, cơm nó trắng, nó không có lên cơm. Cho nên là giai đoạn này mình tưới, nếu mà không có mưa ấy, thì mình sẽ tưới ít đi, tưới khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi các bạn. Còn trước là mình tưới 2 tiếng, giờ mình tưới khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi. Còn có mưa thì thôi mình không tưới nữa, mình ngưng. Đó. Năm nay ấy, nói chung là ai làm sầu riêng cũng bị cái trường hợp là nó bị mất ký các bạn. Nên là nó không có đạt được cái số ký, không đạt được số ký nặng á. Bởi vì do nắng nóng quá cho nên là cái sầu riêng nó vô cơm mau quá các bạn. Nó chân nhau 10 ngày mà. 10 ngày các bạn nghĩ thì mỗi một ngày lớn một lạng. 10 ngày là 1 ký rồi. Nó mất đi cả ký của mình rồi. 1 ký mà cả 10 tấn thì biết bao nhiêu. Đó, cho nên là năm nay ai cũng bị hết. Vô cơm sớm quá làm cho trái nó không kịp lớn mà đã vô cơm rồi. Cây này thì nó già cho nên là nó động thưa các bạn. Đó thì cái kinh nghiệm của mình thì nói chung là các bạn nào mà đã cố gắng là muốn cắt nhanh á thì mình vô kali nha, kali gốc. Mình xịt cũng được, mình xịt ở trên quả cũng được mà mình cho kali gốc cũng được. Nhưng mà đối với thằng sầu riêng ri á thì mình xịt trái thì mình thấy là ok, bởi vì sầu riêng ri nó hay bị nứt da á, mình xịt kali vô để cho cái da nó nhíu lại, nó không bị nứt nữa thì nó ok hơn. Còn sầu riêng thái á, do cái cơm của nó nhiều lắm các bạn. Sầu riêng thái cái cơm của nó dày mà hạt nó lép á, nó khó lên cơm, nó lâu lên cơm hơn là thằng sầu riêng ri, cho nên là mình bỏ kali trắng ở dưới gốc á, nó hút ở dưới gốc, hút lên thì nó sẽ ok hơn là mình xịt. Vậy sầu riêng thái thì nó đâu có trường hợp, nó ít khi nào nó có cái trường hợp mà bể da đó các bạn. Chỉ khi mà các bạn thúc trái mà thúc quá cho nên là trái nó mới bể da ra thôi. Chứ còn sầu riêng thái thì nó khó bể da lắm. Cây này của mình nó cao lắm các bạn ơi. Đậu tiếp trên này nè. Thì sau cái cữ này thì sắp tới mình phục hồi vườn thì mình phục hồi như thế nào thì mình cũng chia sẻ lại cho cô chú anh chị và các bạn mình. Da nó còn xanh rồi đây. Cái da này là nó hơi rạn rạn như vậy là nó già rồi các bạn. Màu xanh của nó không còn là cái màu xanh mơn mởn nữa đâu. Cái màu xanh này là da xanh nhưng mà nó không phải là màu xanh non nữa các bạn. Mẫu này là coi như anh lái anh 82 cứng luôn nha các bạn. 82 cứng luôn nha. Tỷ lệ của mình là 82 là cứng luôn, không dưới, chỉ bằng hoặc hơn thôi. Chứ không có dưới 82 đâu các bạn. Đấy, tròn xe như trái banh luôn. Đó là cái đó, các bạn không tin là mình cứ đi phân là ba số rồi đó. Ba số 15 của con cò, ba số 16 của Nga hoặc là ba số 15 của Zara đó, mình cứ xoay vòng những cái thứ đó thôi. Đi một lần thì mình đi nhiều lên, thay vì mình đi 20-10 để mình thúc lớn trái thì bây giờ mình đi ba số, ví dụ ba số cái lúc mà thúc trái mình đi ba số 16 hoặc là ba số 15 của Zara đó thì mình đi khoảng ký rưỡi đó. Cây nào nhiều quá đi thì mình có thể đi ký 8, 2 ký luôn. Thúc trái mình thúc khoảng cái chừng 2-3 lần chứ mấy, mình đi nhiều phân lên thì nó to hơn các bạn, đâu có vấn đề đâu, mà nó to đồng đều nữa, nó không đó. Cái mẫu trái của mình là cái mẫu ba số này, các bạn thấy các bạn tham khảo nhé. Mình chỉ đi ba số thôi đấy, không bón ure sữa nha, không bón là canxi bo đấy, canxi bo của Zara, mình không bón canxi bo của Zara luôn nè, mình chỉ đi ba số đồng thôi.
Rồi tưới có lúc mà thúc trái thì mình có tưới một xô mini fit ấy. Mỗi trái này đó. Từ tơ tới già là coi như là nó cũng gần như nhau luôn các bạn. Từ mẫu tơ tới mới mẫu già nó cũng y như nhau cả. Đây mẫu tơ này. Đó, mẫu tơ này. Tế tái luôn nha. Những cái trái như thế này là đạt hàng đóng luôn nha các bạn. Không vấn đề gì đâu nha. Đây nè, quan trọng là nó nở học tròn hết như vậy là đóng được luôn nha. Chứ còn mà xương là thua. Anh lái anh nói là anh sợ nhất là xương nha. Chứ còn mà bi ấy, mà tròn là vẫn ngon. Bi mà trái nó nhỏ nhưng mà nó tròn thì vẫn ngon vẫn được. Đó, như mấy cái nhỏ nhỏ như vậy nè, nó tròn là vẫn được. Chứ còn xương là thua nha. Xương là anh chạy xe luôn á, xương là chỉ có vỏ không à. Anh nhìn thấy là anh chạy xe. Đó, cho nên là các bạn đó tham khảo mình đi ba số như vậy thì trái của mình nó tròn đều ha. Đó. Tơ nè. Bạn thấy tơ không? Tơ cũng như già. Ô, trái tròn xoay luôn. Mà cái dàn lá này, này mai mình cắt rồi thì dàn lá nói chung là dàn lá của mình thì nó vẫn còn nguyên à. À, ri này cắt rồi nè. Đây cái này cái ri của mình đây nè. Đã cắt rồi nha. Này, trong này cắt hết rồi. Xả hết rồi không còn trái nào nè. Đã cuống rồi, cuống cắt nè. Đó, cuống cắt này các bạn. Đó. Cuống cắt đó. Có những cái cuống cắt này nè. Này cắt hết rồi nè. Rồi sắp tới mình phục hồi thì mình đi cắt, mình chịu khó mình đi cắt mấy cái này được đi thì mình cắt nha. Không để tự héo cũng được. Mà nếu mà có công thì mình cắt nó đi. Cắt nó đi để lại khoảng cái chừng cắt ngay khớp này nè. Để lại khoảng chừng một chút xíu một phân thôi. Để mai mốt mình làm bông cho dễ, nó xì bông ra ở cái chỗ đó đó các bạn. Giai đoạn này thì ai cũng sợ nấm hết các bạn ơi. Nói chung là chỗ mình thì mình cũng hôm bữa mình chia sẻ thì mình cũng nói trước rồi là phải ngừa nấm. Khi mà nắng ấy, nó đã sinh ra nấm rồi. Mưa cái đợt vừa rồi mưa xuống một nó sinh ra nấm. Nó loang rất là mau các bạn, đặc biệt là nấm hồng, nấm gió đó. Nó nấm cực kỳ nhanh nhưng mà thái của mình là hiện tại là ri của mình là có nấm nha. Nhưng mà sầu riêng thái của mình là chưa có một quả nấm nào. Sầu riêng thái của mình tới thời điểm này là chuẩn bị cắt rồi. Mà chưa có một quả nấm nào trên cây nha các bạn. Chỉ có thằng ri đó là cái đợt trước là nó có nấm. Còn thái là tuyệt đối là không có một trái nấm nào nha các bạn. Bây giờ mình mong là lái anh vô anh cắt càng mau càng tốt nha. Cắt cái già cắt thôi, mình không có ép anh cắt gì hết, nhưng mà cứ cắt già là cắt. Đó. Rọc ra mà vàng bột ngọt là cắt. Nói chung là anh lái anh vô anh cắt thì càng cắt sớm được bao nhiêu thì mình càng vui bấy nhiêu nha các bạn. Tại vì á, trái ở trên cây mà ngày nào á, cái trái mà nó còn ở trên cây ngày nào á, là mình lo lắng ngày đó các bạn. Nào là gió, bão, nấm, ăn cắp, ăn trộm đó các bạn. Ở khu mình á, năm nay ăn cắp, ăn trộm ghê quá các bạn ơi. Không biết ở khu vực các bạn sao chứ mình trái sầu riêng có những người mất 20 mấy cây là mất sạch, không còn một trái nào các bạn. Vô mà cắt mà không biết luôn, mất sạch không còn trái nào. Thật mình thấy là quá thương quá tội những người bị mất luôn đó các bạn ơi. Cho nên là thời điểm hiện tại là mình canh nó mình cũng mệt quá. Thôi mong là cắt sớm càng tốt. Đó thì là một số kinh nghiệm mình chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn. Những cô chú anh chị và các bạn nào mà mình chuẩn bị có sầu riêng, năm tới mình làm sầu riêng đó, thì mình tham khảo thì sắp tới mình sẽ phục hồi vườn như thế nào. Và đây là cũng là một trong những bí quyết là mình làm bông nha các bạn. Sắp tới mình phục hồi vườn, mình sẽ có một cái bí quyết là những cái cây tơ đó là mình làm bông từ giai đoạn sau phục hồi luôn nè. Đó là mình bỏ cái phân gì để mình làm bông nha. Cái sầu riêng mà làm bông á, mà để đạt á, cái quan trọng nhất là lá phải cực kỳ đen nha các bạn. Xanh đen là biểu hiện cho cái việc cái lá mà xanh đen dày là nó biểu hiện cho việc đủ lân nha. Cây chỉ cần đủ lân là làm bông cực kỳ dễ các bạn. Cây mà thiếu lân, cái lá mà không đủ xanh dày á, là mình làm bông sẽ rất là khó. Miễn sao mà cái lá của mình mà nó xanh mà nó đen mà nó dày, càng xanh đen càng tốt, là làm bông sẽ dễ.
Đó. Thì có cái cách nào đó thì mình sẽ hẹn cô chú anh chị và các bạn ở những cái clip phục hồi của mình. Rồi thì tới đây thì mình cũng về đích trước. Mình cũng xin chúc cho tất cả những cô chú anh chị và các bạn nào mà về đích sau thì mình gặp nhiều may mắn. Giá cả thì được cao. Cái này thì mình cái lón này của mình cắt sớm cho nên là mình chốt giá được 80 ngàn nha các bạn. Đó, mình chốt luôn là cắt hết 80 ngàn. Đó, thôi mình cũng xin chúc cô chú anh chị các bạn gặp nhiều may mắn. Mình về đích trước rồi, mình xin chào tất cả cô chú anh chị các bạn. Về hẹn cô chú anh chị và các bạn mình ở một clip khác nhé. Bye bye.